Xem cái phía trước có cái gì nào. Ôi bếp nhái mà đẹp thế này. Sao quá vậy? Có người bằng ông lên đây chơi nấu ăn. Hả? Anna vào nấu ăn đi con. Gia đình mình nhá. Đây là cửa hàng mới khai trương. Hôm nay chủ nhật họ cũng mở cửa, nên là cả nhà tranh thủ cùng nhau đi để chơi cho vui. Thấy họ có tổ chức rất là nhiều trò chơi. Đây là một cần cầu để cầu người lên, để xem cái không gian ở trên cao, toàn bộ cảnh cầu ở trên cao. Rất cao các bạn ạ. Đường ô tô gió có một cái tai nạn giao thông, phía đây bị xảy ra tai nạn cho nên là bị tắc đường. Đấy, chắc là do ngắm cửa hàng mới mở đẹp quá cho nên là đoạn đường này là đang bị tắc. Bà đi đâu đấy? Mẹ đấy. Này. Mía vô trong rồi. Rất là lớn. Họ còn cào rất là rầm rộ ở đằng cao. Đó. Đây là những bảng hiệu để quảng cáo cho cửa hàng. Đi đâu đấy? Sao con đang đi đâu? Đi đâu? Đi hôm nọ. Ừ, đi là hồi đó cái kẻ to to nó có cái con máy. Con cái to to của cái con máy à? Ừ, đỏ đấy. Máy sao đó là quý. Đây họ có một cái cân cầu, họ gió người mới vào đấy và bắt đầu là họ cầu lên để cho mọi người được ngắm cảnh ở trên cao. Ngắm từ hai người trên cao. Rất là cao các bạn ạ, cao lắm. Cái có một sân khấu nhà rất là lớn. Họ quảng cáo rất là đâm rộ.
được cái thẻ để vào tặng đồ đô. Được tặng quà mua sánh thì được tiền 5 đồng, 10 đồng hoặc là 50 đồng. Đầy phiếu vào để mua đồ. Mẹ quay cho mày. Trong cửa hàng này họ bán rất là nhiều thứ, bàn ghế, vật dụng trong gia đình. 4 tầng rất là cao to, đầy đủ tất cả gì mọi thứ. Và ở đây thì đang tổ chức các trò chơi cho các em. Đây là trò chơi nhảy giấy. Ồ, có cả trò chơi quay sổ sổ nữa. Mọi người xếp hàng rất là nhiệt tình, đông lắm. Mở cửa từ thứ hai đến thứ bảy, 10 giờ đến 8 giờ tối. Tha hồ mua hành. Rồi, đi thôi. Xem họ phát cái giấy gì đây. Mới mua cưa, mua 1.000 tặng 200. Mua 3.000 tặng 1.000. Mẹ ơi, chị cháu. Mua 600 tặng 200. Ơi. Chị ơi cháu. Chị ơi cháu. Cái người ta bán chai nó. Em mua cái bình rượu. Hỏi. Ổn rồi, mấy lít đó cho em xem mấy lít. 15 đồng. Cái này để về ngâm rượu đúng không anh? Ờ. À, được đấy. Anh à, gia gia bảo cái gia bảo 4 lít. 4 lít. 4 lít ok rồi. Một là họ bán tất cả các vật dụng trong gia đình. Người đông quá, mở cửa 4 ngày hơn 5 người mới đến. Tại vì giảm giá 25% cho nên là dẫn tình đi rất là đông. Cái đâu, ai phút hả cô? Cắt đi, cắt. Cái đâu phút hả cô? Biết rồi, mẹ quay rồi. Mẹ mua tiền, mẹ mua tiền. À, 1 đồng hả? Dạ, mẹ mua. Ừ, mẹ mua 1 đồng rồi. Mẹ mua. Hả? Cái nhiều cú tần. Rồi, để mua. Đây, họ bỏ đây kèo ở trên bàn. Bé nào thích ăn kèo thì lại lấy. À, kèo thì ăn với mẹ cầm cái bông lên kèo. Thế vì lại lấy kèo hết. Đây, mình dùng lại xin cho gia bảo ai Johnny ai cái này anh kế một quả kẹo rất ngon. Gia bảo ơi cho con này, ra mẹ đi rồi. Gia bảo thì quá nhà được đi chơi nhỉ. Đừng nói mẹ bông còn ở đây còn đồ trang trí trong phòng của cả trẻ rất là yếu đẹp quá. Đẹp quá, đồ trang trí trong phòng của cả trẻ đẹp mới là đẹp. Làm chi đó chị?
ghi nghịch mà ghi ghi cứ trúng. Trúng thường hả? Trúng ô tô hả? Trúng thì trúng, không trúng thì thôi. Tại sao lại không tham gia? Thì tham gia em ấy đi. Có chị thầy sống cho em năm với. Chúng ta có suy nghĩ một cách thức. Đi thôi. Cả
kèm nhau đây rồi. Xem cả phía trước có cái gì nào. Ôi bếp nhái mà đẹp thế này. Có mời bà con lên đây chơi nấu ăn. Hả? Anna vào nấu ăn đi con. Xem có cái gì nào. Đẹp quá. Có cái gì trong không con? Cái gì đấy? Ớt cái hả? Ớt cái. Hai chị em vào nấu ăn đi. Đúng rồi. Bán cả đồ ở trong bếp. Đẹp đến nóng bánh hả bạn? Có ai có muốn có một bộ như thế này trong bếp của mình không? Đây là trong nhà tắm. Tìm cái gì? Mua cho con đi cái bảng lên bé. Bảng hả? Gặt biết chữ xong xuôi hả? Của Kinder á? Tắt ra đường kia kìa. Tại bên kéo gần ra. Đẹp lung linh, có ai muốn không? Đây là cái bể tắm. Chị bơi. Đẹp quá, lóng lánh luôn.
gái mẹ thích không? Có. Mẹ đẹp không con? Có. Sao? Nó nói sao rồi? Có không đi? Có đây có con vịt rất là to. Con vịt này làm thịt có lẽ cả làng ăn. Okay. Để con ngồi lên uống. Giờ nào ơi? Bíp bíp bíp. Cái gì đây? Đúng rồi. Kiểu cái gì đấy nó còn là dùng bông lên mà. Đúng. 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 Bố đi. Này này có nhé. Ờ đi đi con đi chơi tiếp. Đi theo. Sao? Ông đi dài không? Không. Kệ em. Thì sao? Đi dài không? Nó đi dài không? Không có. Không được đi dài không? Thì đàn em sạch mà. Đừng đừng đừng. Không biết đứng. Chơi đi. Thank you.
Giỏi này. Ôi trời, đau không? Bị đau chưa? Kia cái này em mua 600 là được bốn, chỉ trả 400 thôi. Để trẻ con nhảy gãy. Ba hôm à? Xạo hay thế mày đấy. Đâu tiền đâu? Ở bên đây nhiều. Chị mua. Tôi đi mua một cái một đồng tiền luôn nhỉ. Chị mua nhiều. Tôi đi trùng hút to được một đồng tiền như thế nhỉ. Đúng không? Thế thôi mình mua cái phòng bên này đắt. Thế phải trả tiền luôn ạ. Nhưng có được cho một cái thang máy là nhiều người vào. Nhiều không? Đi vô đi. Mẹ đưa tiền cho con, có mua cái gì không được không? Thôi. Mẹ đưa tiền cho con, có mua cái gì không được không? Nhớ bảo, chơi có vui không? Hello. Ở trên á. Bye bye để ta về nào. Thế vào. Bye bye để về đây. Video của mình là hết nha. Xin chào tụi bà con các bạn nha. Em đi về đây, em đi chơi nữa đâu, mệt rồi. Anh đang tên bố.